Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, tính đến sáng ngày 10 tháng 4, trên địa bàn huyện đã và đang thực hiện cách ly tại gia đình đối với 1.408 trường hợp. 2.116 người đi từ các tỉnh khác về địa phương đã được thực hiện khai báo y tế và theo dõi sức khỏe. Những người thực hiện cách ly tại gia đình là những người không có các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở nhưng có yếu tố dịch tễ về bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Trong số 1.408 người thực hiện cách ly tại gia đình, đến ngày 10 tháng 4 đã có 1.069 người hoàn thành việc cách ly 14 ngày theo quy định, còn 339 người đang thực hiện cách ly. Đối với những người cách ly tại gia đình, hàng ngày được cán bộ trạm y tế các xã thị trấn trên địa bàn huyện đến đo thân nhiệt 2 lần một ngày, đồng thời khuyến cáo người cách ly thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà. Phòng cách ly phải đảm bảo thông thoáng khí, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Đặc biệt cần thông báo ngay cho cán bộ y tế khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở. Bên cạnh đó, đến nay cũng đã có 2.116 người đi từ các địa phương khác về huyện đã thực hiện nghiêm việc liên lạc với các cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện khai báo y tế và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. Trong thời gian tới, để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt việc khai báo y tế, chủ động trang bị bảo hộ cho cán bộ y tế, đảm bảo cung ứng hóa chất phun tiêu độc khử trùng tại các nơi có ca bệnh nghi ngờ, khu vực cách ly, nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, công tác thường trực chống dịch cũng sẽ được đơn vị thực hiện nghiêm túc, từ đó góp phần cùng cả hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.